Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chôm Rocket 3 TFC 2.9 trang bị động cơ 3 xăng 2500cc với mức giá bán hơn 800 triệu Việt Nam đồng. Hãng xe Anh Quốc đã tái hiện huyền thoại Rocket 3 trong quá khứ chế một cái phiên bản mới Chôm Rocket 3 TFC 2.9 đi cùng với một khối động cơ là 3 xăng 2500cc được xem là lớn nhất hiện nay và được công bố mức giá bán chính thức rơi vào khoảng 1.150.000 bạc, tương ứng khoảng là 834 triệu Việt Nam đồng. Giới hạn chỉ có đúng 750 chiếc ở trên thế giới. Chôm Rocket 3 TFC 2.9 được xem là một cái thế hệ thứ hai kể từ khi lần đầu tiên ra mắt vào năm 2004, là một kiệt tác kỹ thuật của người Anh. Vì là phiên bản giới hạn nên trên mỗi phần ghi đồng đều được khắc logo số tự trong mẫu phiên bản. Cái động cơ 3 xăng 2500cc là khối động cơ xe máy lớn nhất trên thế giới hiện nay. Mô men xoắn cực đại lên đến là 221 Nm, là một chiếc xe mạnh nhất của hãng Chery với một cái sức mạnh là 170 mã lực. Chỉ vì sản xuất 750 chiếc ở trên thế giới nên Rocket 3 TFC 2.9 sẽ trở thành một cái chiếc xe độc quyền nhất của hãng Chery, cũng như có phụ kiện cao cấp với những chi tiết được mạ vàng. Cái chiếc Rocket 3 TFC 2.9 cũng được bán ra với một bộ phụ kiện được thiết kế theo đúng phong cách tùy chỉnh, bao gồm một cái bọc da chính hãng, cáp đơn và một cái bộ ống xả 3 xăng độc đáo. Với việc trọng lượng nhẹ hơn 15%, tương đương khoảng là 40kg so với phiên bản trước, giúp cho việc điều khiển dễ dàng và tăng cái trải nghiệm cho người lái. Nhẹ hơn cái phiên bản trước bởi cấu tạo cái khung nhôm mới, cấp sao bằng nhôm và tinh chỉnh các thành phần động cơ bằng carbon, với những cái thiết bị phanh cao cấp nên cho cái trọng lượng khá nhẹ. Động cơ của chôm Rocket 3 TFC 2.9 là loại động cơ 3 xăng 2500cc lớn nhất ở trên thế giới kể từ khi ra mắt đến nay trong cái ngành sản xuất xe máy, cung cấp một cái mô men xoắn cao ngất ngưỡng 221 Nm, tức là tương ứng 70% so với các đối thủ trong cùng khúc. Cái công suất tạo ra 170 mã lực, mạnh hơn 13% so với phiên bản trước đây. Để có được cái hiệu suất này như vậy, cái động cơ của Rocket 3 TFC 2.9 cũng được cấu tạo với cái van nạp bằng titan. Điều này cho phép động cơ mạnh mẽ và hiệu suất tốt hơn so với bản trước. Chôm Rocket 3 TFC 2.9 cũng được cung cấp rất nhiều cái công nghệ cao cấp, thiết bị tiêu chuẩn lực cực kỳ cao để mang lại cái cảm giác trải nghiệm tốt nhất cho người lái. Sử dụng trên mình một cái màn hình TFT thế hệ mới nhất với hai chế độ màn hình. Các tính năng đặc biệt khác bao gồm Optimus Conrin ABS, Traction Control gồm 4 chế độ lái, Roll, Road Strength Sport Radar Configurable, Hill Hold Control. Kiểm soát hành trình điện tử là một cái bộ tiêu chuẩn khác cũng được cài đặt cho cái chiếc Rocket 3 TFC 2.9 nhằm giảm cái sự mệt mỏi của người lái trên hành trình dài. Cung cấp hệ thống giám sát áp suất lốp TBMS, đầu nối USB để cắm sạc các thiết bị khi cần. Với những công nghệ và cái sức mạnh hàng đầu như vậy, nên giá của chôm Rocket 3 TFC 2.9 được định giá dựng ở mức 1.150.000 bạc, tương ứng khoảng là 834 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.